cập nhật quân sự mở ngày 21 tháng 9. Hằng Lâm xin kính chào quý vị, xin mời quý vị đón xem những thông tin nóng nhất trong bản cập nhật hàng ngày của quân sự mở buổi trưa hôm nay. Ukraine phối hợp các lực lượng tung đoàn tập kích trụ sở hàm đội biển đen của Nga. Một nguồn tin bên trong SBU, Cục An ninh Ukraine tiết lộ, căn cứ dự phòng sở chỉ huy chính của hạm đội biển đen Nga đã bị phía Ukraine tấn công sau khi các lực lượng vũ trang Ukraine phát hiện các tướng lĩnh chỉ huy của hạm đội này có mặt tại đây. Các tướng lĩnh của Nga chỉ định căn cứ này là sở chỉ huy dự phòng, phòng trường hợp sở chỉ huy chính bị Ukraine tấn công. Nguồn tin từ FBU cho biết, theo các thông tin hiện tại, không chỉ những người có mặt ở đây chịu thương vong, mà các thiết bị quân sự đắt tiền đặt tại căn cứ này cũng bị ảnh hưởng, tuy chưa được xác định chính xác mức độ thiệt hại. Trong khi đó, Mikhailo Rasvozaev, thống đốc khu vực Sevastopol do Nga bổ nhiệm, tiếp tục cho biết các UAV tấn công của Ukraine đã bị bắn hạ bởi các hoạt động phòng không ở Verni Osadovo và Kacha. Còn thông tin về các tên lửa thì ông không nhắc tới. Theo ông Rasvozaev, không có thương vong, chỉ xảy ra một vụ cháy cỡ nhỏ ở Verni Osadovo. Đồng thời, các kênh Telegram đưa tin về sự xuất hiện của một đơn vị quân đội Nga tại khu vực làng Vani Osadovo có lẽ là được điều động sau khi vụ tấn công xảy ra. Các thông tin đầu tiên về vụ tấn công đã xuất hiện trên mạng internet ngay sau vụ tấn công, như quân sự mở đã bình luận với quý vị trong buổi live stream tối qua. Đây chắc hẳn là một mục tiêu trọng yếu của phía nga khi mà ukraine đã dùng tới các tên lửa Storm Shadow, Scarp Easy quý giá trong vụ tập kích mặc dù cả anh và pháp đã viện trợ cho quân đội ukraine một số lượng nhất định những tên lửa loại này nó không thể dễ dàng được sử dụng cho một mục tiêu đơn giản nào đó vì chúng không chỉ đắt đỏ mà có số lượng cũng khá hạn chế Đặc biệt, đây là vũ khí có tầm bắn xa nhất mà Ukraine đang sở hữu. Trước khi phương Tây cung cấp các loại vũ khí có tầm bay xa hơn, điển hình như ATACMS của Mỹ với tầm tấn công 300 km hay Taurus của Đức với tầm xa 500 km, điều mà hiện tại vẫn chưa xảy ra. Theo nguồn tin, hoạt động đặc biệt này được thực hiện bởi SBU, không quân và hải quân của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong đó, SBU đóng vai trò do thám và chỉ định mục tiêu cho hai nhánh trên của lực lượng vũ trang Ukraine, ngay khi xác định được rằng các chỉ huy cao cấp của hạm đội Biển Đen có mặt tại sở chỉ huy dự phòng này. Đoàn đánh phối hợp vô cùng thành thục, nếu các tổn thất lớn được xác định, thì rõ ràng nó lại là một vụ tập kích thành công nữa của các lực lượng vũ trang Ukraine vào các vị trí quan trọng bậc nhất của quân đội Nga ở Crimea sau các vụ tấn công vào xưởng đóng tàu ở quân cảng Sevastopol, gần như phá hủy tàu ngầm tấn công Rostov-on-Don hay vụ tập kích hệ thống S-400 ở khu vực Zeptoria, mới đây khiến cho hệ thống phòng không tối tân S-400 thiệt hại nặng nề cần phải nói rằng nếu ngay cả sở chỉ huy cấp cao, cao của hạm đội biển đen cũng bị tấn công một cách dễ dàng như vậy, SBU vừa phát hiện và sau đó các tên lửa của ukraine lao đến mà phòng không nga hoàn toàn bất lực, thì gần như không có bất cứ mục tiêu nào của nga trên bán đảo crimea còn được đảm bảo an toàn trước các đoàn tập kích của phía ukraine. để phòng thủ trước các đoàn tập kích lợi hại này, có lẽ quân đội nga nên áp dụng một phương thức cổ xưa nhưng hữu dụng tẩu vì thượng sách Cùng với đó, thông tin từ thị trưởng Lưu Phong của thành phố chiến lược Melitopol, mục tiêu chính trong cuộc phản công phía nam của Ukraine cho biết, một vụ tấn công nhắm vào lực lượng Nga đã xảy ra ở khu vực này. Các nhà báo của đài phát thanh Svoboda đã chiếu hình ảnh vệ tinh chính xác nơi quân đội Ukraine nhắm tới, đánh vào trụ sở của quân Nga ở Melitopol bị chiếm đóng. Tờ Newsweek lại cung cấp thông tin về một vụ tấn công nghiêm trọng khác, nói rằng nhiều sĩ quan được cho là đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công vào trụ sở quân Nga gần Kherson. Theo đó, trang tin dẫn nguồn kênh Telegram của Nga đưa tin, các sĩ quan quân đội chủ chốt của Moscow đã thiệt mạng sau một cuộc tấn công vào trụ sở quân sự của họ kênh VCHK OCPU có ý định thu thập thông tin nội bộ từ lực lượng an ninh Nga cho biết, sở chỉ huy của sư đoàn dù số 7 của Nga nằm ở khu vực bị chiếm đóng ở tỉnh Kherson phía nam Ukraine đã bị tấn công. Bài đăng cho biết, nhiều sĩ quan đã thiệt mạng vì một cuộc tấn công có chủ đích. Số nạn nhân chính xác đã được che giấu cẩn thận. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, lực lượng này đang lên kế hoạch hàng ngày. Kênh còn cho biết thông tin này đã được xác nhận bởi Yevgeny Khanin, chủ tịch tổ chức cựu chiến binh của Sư đoàn Tấn công Đường không Cận vệ số 7, đóng quân ở Novorossi, thuộc vùng Krasnodar của Nga khu vực có quân cản dự phòng của hạm đội Biển Đen bên phía lãnh thổ Nga, mà nhiều tàu chiến trong hạm đội này đã di tản sang sau khi Sevastopol bị tấn công lần đầu tiên bằng các USV vào ngày 29 tháng 10 năm ngoái. Rất có thể, thời gian tới, Novorossi sẽ trở thành căn cứ chính của hạm đội Hắc Hải, đó là nếu như còn tồn tại cho đến sau chiến tranh. Có vẻ như quân đội Ukraine sau một thời gian nhắm mục tiêu vào các kho dự trữ và các tuyến đường hậu cần trọng yếu của Nga, đã cạn mục tiêu và phải chuyển hướng tấn công vào các sở chỉ huy của phía đối phương. Thực tế, với nguồn lực hạn chế của mình, phía Kyiv đang nhắm chúng vào những yếu điểm then chốt của quân Nga, cũng là những nhược điểm mà họ có khả năng khai thác tốt nhất bằng sự phối hợp linh hoạt của các lực lượng ở cả tiền tuyến, hậu tuyến và đặc nhiệm tình báo hoạt động trong vùng Nga tạm chiếm, cùng với các vũ khí tầm xa chính xác của phương Tây tất nhiên không thể không kể đến năng lực phòng thủ yếu kém của Nga. Đặc biệt là các hệ thống phòng không vốn được quảng cáo một cách quá mức khoa trương. Tất cả những yếu tố này đều đang góp phần đưa Ukraine tiến gần hơn đến chiến thắng, trong khi Nga liên tục lãng phí những kho vũ khí đắt tiền của mình vào các mục tiêu không trọng yếu của phía Ukraine. Khi mới đây, ZUR Ukraine cho biết Nga đang trinh sát các cơ sở năng lượng của Ukraine để chuẩn bị cho các đợt tập kích như mùa đông năm 2022 trong khi các đoàn tập kích cơ sở năng lượng hạ tầng dân sự của Ukraine gần như không mang lại nhiều tác dụng khi tiêu hao phần lớn kho vũ khí đắt tiền của mình vào năm ngoái, quân đội Nga dường như lại chuẩn bị cho bổn cũ soạn lại này vào mùa đông năm nay. Mặc dù tác giả chính của chiến thuật cực đoan này, đại tướng Sergei Surovikin đã bị loại bỏ khỏi sở chỉ huy chính của cuộc xâm lược. Đại diện Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Andriy Yusov nói trên sóng truyền hình quốc gia Ukraine, có thông tin rằng, kẻ thù cũng đang thực hiện các hoạt động tình báo đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng và có nguy cơ lặp lại các cuộc tấn công khủng bố. Theo ông, Ukraine đang tích cực chuẩn bị cho kịch bản như vậy. Ông nhấn mạnh, không thể hy vọng đội quân xâm lược sẽ từ bỏ kế hoạch tấn công ngành năng lượng. Tuy vậy, hình thế năm nay có thể sẽ rất khác nếu các cuộc tập kích tên lửa và UAV quy mô lớn của Nga lại tiếp diễn, vì tương quan lực lượng hai bên đã khác xa. Năm ngoái, Nga còn cả một kho tên lửa khổng lồ, trong khi phòng không Ukraine đang ở trong tình trạng cạn dần các tên lửa phòng không và chịu sự hạn chế từ khả năng của các hệ thống phòng không cũ. Năm nay, Kyiv đã có sự bổ sung các hệ thống phòng không mạnh mẽ hơn, bao gồm các hệ thống Patriot của Mỹ, Iris T của Đức và Sam T của Pháp Ý, cũng như nhiều các tổ hợp phòng không tầm gần như Avenger hay Gepard. Cần phải nói rằng, phòng không là một công việc phức tạp và ngay cả khi được bổ sung số lượng lớn các hệ thống phòng không từ tương đối cũ đến tốt nhất của phương tây này ukraine cũng không chắc có thể ngăn cản tất cả các đòn tập kích của phía nga tuy nhiên họ có thể hạn chế được tối đa thiệt hại có thể có từ những đòn tập kích này trong khi kho tên lửa tấn công mặt đất tầm xa của nga đang suy giảm rõ rệt Kể từ khi bắt đầu cuộc không kích vào ngày 10 tháng 10 năm ngoái, hai ngày sau khi Ukraine tấn công cầu Crimea lần đầu tiên cho đến suốt thời gian vừa qua, Nga đã phóng hàng ngàn tên lửa vào lãnh thổ đối phương. Hiện tại, kho tên lửa của Moscow chỉ còn khoảng 600 quả, nhỏ hơn mức cùng thời điểm năm ngoái rất nhiều, và nếu như còn tấn công với cương độ trước đây, nó sẽ sớm hoàn toàn cạn kiệt. Ba Lan ngừng viện trợ vũ khí của Ukraine Thủ tướng Ba Lan, Mateusz Morawiecki, hôm thứ tư giải thích rằng Warsaw sẽ không tiếp tục chuyển viện trợ quân sự cho Kyiv vì nước này đang tập trung vào việc tái vũ trang quân đội của mình. Khi được hỏi liệu Ba Lan có tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine hay không, người đứng đầu chính phủ Ba Lan cho biết, hiện tại Warsaw không cung cấp cho Kyiv bất kỳ loại vũ khí nào bởi vì hiện tại chúng tôi đang tự trang bị cho mình những loại vũ khí hiện đại nhất. Thủ tướng Ba Lan giải thích Chúng tôi đang tập trung chủ yếu vào việc hiện đại hóa và trang bị vũ khí nhanh chóng cho quân đội Ba Lan, để lực lượng này trở thành một trong những đội quân mạnh nhất ở châu Âu. Và điều này sẽ diễn ra trong một thời gian rất ngắn. Đồng thời, ông nói thêm rằng quyết định của Ba Lan không cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không gây nguy hiểm cho an ninh Ukraine. Trung tâm viện trợ cho Ukraine của chúng tôi ở Restos, với sự tham gia của Mỹ và cả NATO, vẫn đang phát huy vai trò của mình và sẽ tiếp tục phát huy, theo phía Ba Lan, Warsaw đã cung cấp cho Kyiv viện trợ quân sự trị giá hơn 3 tỷ euro kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Số này bao gồm đạn dược, xe bọc thép và thiết bị hạng nặng, cũng như máy bay chiến đấu thời Liên Xô mà Ba Lan quyết định là một trong những nước đầu tiên chuyển giao. Tuyên bố của Morawiecki được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ giữa Warsaw và Kyiv, liên quan đến các hạn chế đơn phương của Ba Lan đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine và hành động đáp trả của Ukraine. Thật khó để tưởng tượng rằng, các quyết định của chính quyền Ba Lan không liên quan đến những động thái gay gắt gần đây của các đối tác bên phía Ukraine. Nhưng cũng khó để Warsaw so giải thích với người dân Ba Lan về những viện trợ hào phóng tiếp tục chạy đến Kyiv, trong khi tranh cãi về vấn đề ngũ cốc đang làm bùng lên căng thẳng giữa hai nước. Mới đây, nguyên thủ của hai quốc gia này, Tổng thống Duda của Ba Lan và Zelensky của Ukraine đã hủy bỏ cuộc gặp bên lề Hội nghị Liên Hiệp Quốc đang diễn ra ở New York. Thất vọng, Mỹ có thể sẽ chưa viện trợ ATACMS cho Ukraine, Reuters cho biết, gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu đô la của Mỹ cho Ukraine dự kiến sẽ không bao gồm tên lửa ATACMS tầm xa, mà thay vào đó sẽ là được viện trợ đạn chùm 155 ly thứ hai và bổ sung vũ khí phòng không cho Ukraine, bao gồm cả các hệ thống phòng không di động tầm gần Avenger gói này còn bao gồm vũ khí chống tăng TOW và AT-4, bệ phóng tên lửa HIMARS và hệ thống chống tăng Javelin. Đồng thời, nó vẫn đang được hoàn thiện và có thể thay đổi. Washington đã liên tục đưa ra các trì hoãn liên quan đến quyết định chuyển giao hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân ATACMS cho phía Kyiv, mặc dù nó là một trong những hệ thống vũ khí Ukraine khao khát nhất. Cho đến nay, trong số các quốc gia chủ chốt của khối liên minh quân sự NATO, Anh và Pháp đã phá rào với quyết định chuyển cho Ukraine các tên lửa Storm Shadow Scorp Easy đang làm mưa làm gió phía sau hậu tuyến của Nga, gần như khiến cho Nga không cách nào đánh chặn. Theo ghi nhận của Austin, một kênh chuyên theo dõi tình hình chiến trường Ukraine, Nga hiện có khoảng 150 cường kích, 160 tiêm kích và hơn 300 trực thăng quân sự hoạt động ngoài tiền tuyến. Trong đó, phần lớn lực lượng này đồn trú trên bán đảo Crimea. Điều này giải thích lý do vì sao ATACMS với đầu đạn chùm lại quan trọng như vậy. Trước đó, các nguồn tin cho biết, Tổng thống Ukraine Zelensky tin rằng Kyiv và Washington đang ở vạch đích trong vấn đề cung cấp ATACMS cho Ukraine cập nhật quân sự mở đến đây xin được tạm dừng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hằng lâm vào quân sự mở xin chào và hẹn gặp lại quý vị